Tập 32. Trưởng khu, tôi có một vấn đề quan trọng cần báo cáo. Chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy Lý Linh rồi, ở cùng Kim Thâm Thủy, ở ngay Nhất Nhị Đường. Lý Linh? Chẳng phải Lý Linh đã chết lâu rồi sao? Tôi đang nghĩ, có khi nào lần đó chưa bắn chết không? Viện trưởng Lưu, có phải anh bị suy nhược thần kinh không? Hôm đó ở pháp trường, sau khi Kim Thâm Thủy bắn, chiến binh của chúng ta đã kiểm tra hơi thở và mạch của cô ta, còn kiểm tra vết thương ngay tại chỗ. Chết là sự thật đã được xác nhận. Chuyện này tôi không dám nói bừa, hoàn toàn chính xác. Cô ta còn sống, tôi còn nói chuyện với cô ta mà. Cơ quan làm việc và chức vụ của Lý Linh là gì? Y tá của bệnh viện Tồn Vinh. Ai là lãnh đạo của cô ta? Y tá trưởng là anh, là viện phó nhà anh. Suốt bao lâu nay anh quản lý bệnh viện kiểu gì vậy? Lý Linh nhậm chức, rốt cuộc có thông qua thẩm tra không? Tôi chỉ phụ trách nghiệp vụ. Khâu bổ nhiệm nhân sự này ở chỗ tôi chỉ làm theo quy trình thôi. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn viện trưởng Fujimura sao? Anh ta là người của các ngài. Ý anh là anh không có chút trách nhiệm nào hết sao? Trưởng khu, ngài xem, tôi đến để báo cáo với ngài về chuyện Lý Linh và Kim Tham Thủy thông cộng. Tôi nghĩ sở dĩ khu chúng ta xảy ra nhiều rắc rối như vậy, Lý Linh chắc chắn là chủ mưu, Kim Tham Thủy chính là trợ thủ đắc lực của cô ta. Ngày nào chưa diệt trừ Kim Tham Thủy thì ngày đó khu chúng ta không được yên bình. Ý anh là muốn trừ khử Kim Tham Thủy? Đúng. À không, tôi và Kim Tham Thủy không có ân oán gì. Tôi chỉ nghĩ liệu có thể xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả cho con của chúng tôi về, đừng bắt nó đến Trấn Châu nữa. Quá ra đây mới là mục đích thực sự của anh, để cho con được ở lại mà bịa ra mấy chuyện dớ dẫn này, hãm hại Kim Tham Thủy. Câu chuyện của anh đúng là vô vàn sơ hở. Trưởng khu, tôi làm vậy vì khu vực bảo giáp điển hình thật mà. Trưởng khu, ngài xem, tôi vừa cống hiến người, vừa gấp sức, vừa chi tiền, tôi tận tâm tận lực là vì cái gì? Ra ngoài. Trưởng khu, những điều tôi nói đều là thật mà. Xin ngài nhất định phải cứu con tôi. Có cần tôi điều vệ binh giúp anh không? Lời Lưu Chính Bang nói không thể không tin, cũng không thể tin hết. Hắn có thể bịa ra câu chuyện như vậy, hoặc là Lý Linh chưa chết thật, hoặc là hắn đã điên rồi. Chuyện này rất đơn giản, mở quan tài khám nghiệm xác, thi thể không biết nói dối đâu. Nếu như hắn đã điên thật thì mau chóng trừ khử hắn. Đừng vì loại nhãi nhép này mà làm lỡ thời gian quý báu của chúng ta. Hiểu rồi. Để chắc ăn, cô chuẩn bị tìm Kim Thâm Thủy đối chất. Được. Ngài trưởng khu, sao ngài đến đây? Mau, mời ngồi, mời ngồi. Tôi có việc nên mới đến tìm. Để tôi rót trà. Không cần đâu. Nói vào vấn đề luôn, anh nhìn nhận thế nào về viện trưởng Lư? Tối qua viện trưởng Lư còn cầm ràm với tôi, nói con trai anh ta sắp bị lôi đi làm thí nghiệm. Tôi còn nghĩ có khi nào anh ta và Tần Thời Quang quan hệ khá thân thiết, nên chứng kiến Tần Thời Quang chết, anh ta áp lực tâm lý quá không? Tôi biết khu chúng ta muốn đưa bọn trẻ đến Trấn Châu sống cuộc sống mới, tốt vậy mà. Viện trưởng Lưu nói với tôi, anh ta nhìn thấy anh ở cùng với Lý Linh. Anh ta điên rồi phải không? Ngài tận mắt thấy mà, Lý Linh chết ngay dưới nòng súng của tôi.
Nếu như ngài không tin, hay là ngài cùng tôi đi đào người lên xem thử xem. Báo cáo, xác của cô ta đã mục rửa, không nhìn rõ được, nhưng có thể khẳng định là một nữ giới trẻ. Ở tim có vết bắn, tất cả đặc điểm đều khớp với nạn nhân. Thi thể chính là Lý Linh, mặt bị một rửa nghiêm trọng. Cậu nói là không nhìn rõ mặt, nhưng vết bắn và trang phục thì khớp hoàn toàn. Bất luận thế nào cũng không thể để sự điên rồ và bất trung của Lưu Chính Bang lây ra cả bệnh viện. Về phần hắn, có thể thi hành biện pháp khử trùng. Hiểu rồi. Đợi đã. Viện trưởng Lư, đây là kẹo chúng tôi cung cấp cho trẻ con dưới 12 tuổi. Tại sao anh lại ăn? Nghe nói loại kẹo này rất ngon. Tôi bảo con xin mấy viên, ăn thử. Anh ăn nhiều quá rồi, nên khởi động quy trình khử trùng rồi. Anh đi nói với bọn họ đi. Nào nào nào, mọi người qua đây một lát, tôi muốn nói một chuyện. Bệnh viện chúng tôi không nhận được nhiều bệnh nhân thế này. Bây giờ chúng tôi xây một bệnh viện to hơn, tốt hơn ở ngoại ô. Mọi người hãy cùng tôi tới đó điều trị, được không? Mọi người đi cùng tôi đi. Xe đang đổ ngay ở cửa. Nào nào nào, đi qua bên này. Ôi, định giết chúng ta thật sao? Mấy người này không định giết tôi chứ?
mấy người không định giết tôi chứ? Tôi đã bỏ nhiều công sức cho đế quốc mà. Tôi trung thành với thiên hoàng. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Dừng tay. Mau dừng tay. Không phải là ôn dịch, chỉ là cảm thôi. Anh Thâm Thủy, thành thật xin lỗi, vừa xảy ra một số chuyện. Viện trưởng Lư có tiền sử tâm thần, nhưng anh ta che giấu. Vừa rồi chính anh ta điên cuồng nã súng vào những người vô tội này, sau đó hiến binh chạy tới mới ngăn được anh ta. Viện trưởng Lư bị hại rồi. Tôi đã bớt một phần nguy hiểm. Nhưng hắn ta bị hại, tôi vẫn rất phẫn nộ. Tên Lưu Chính Bang này từng làm không ít việc xấu. Anh phẫn nộ là vì anh đã không tới kịp để cứu những người dân kia. Món nợ này buộc phải sớm tính hết với bọn Nhật. Người Nhật quá hung tàn. Bây giờ gươm đã tuốt vỏ, mũi dao đã chĩa vào cổ họng chúng ta rồi. Phải rồi, mặc dù đã hủy bỏ giám sát chúng ta, nhưng Lý Linh, lúc cô ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Được, tôi sẽ hết sức cẩn thận. Thật không ngờ người Nhật đến cả chó săn của mình cũng không buông tha. Mặc dù Lương Chính Bang từng giúp người Nhật làm biết bao điều xấu, nhưng con của hắn thì vô tội. Những đứa trẻ ở nhà trẻ kia cũng vô tội. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng cứu Tiểu Tuyết ra khỏi đó. Lần này người trong trấn bị bệnh, rốt cuộc là thế nào? Thực ra chỉ là cảm mạo thôi. Người Nhật cứ căng thẳng, nói đó là ôn dịch. Tôi đã kiểm tra rồi, nó hoàn toàn không khớp với đặc điểm của ôn dịch. Bây giờ bọn Nhật nghi ngờ nó là dịch hạch, hoặc là một loại virus nào khác. Vũ khí sinh học chẳng phải đã bị chúng ta hủy rồi sao? Chính xác thì là tiêu hủy một bộ phận lớn. Vậy ý anh là vẫn còn? Tôi đoán có lẽ là vẫn còn, nhưng bây giờ chúng phải được giấu ở dưới lòng đất, hoặc là một nhà kho bí mật nào đó. Giả lại còn được một thứ gì đó kiên cố bao bọc. Tôi nhớ ra rồi, con đường hầm đó vẫn còn rất nhiều thông đạo khác. Vậy có khi nào vụ nổ chúng ta tạo ra vẫn chưa phá được nhà kho bí mật của địch không? Nói như vậy thì bọn Nhật vẫn chưa lại lối khác. Là sao? Thâm Thủy, gần đây khu vực chúng ta xảy ra một chuỗi sự kiện nguy hại đến việc trị an. Kể từ giờ, khu vực tiến hành giới nghiêm. Tất cả mọi người đều phải mang theo giấy tùy thân. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, chỉ huy quan cao nhất của khu chúng ta là thiếu tướng Toyama Shizuko. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không phụ sứ mệnh của mình.
Chúng ta từng đánh bại Tokugawa Bakufu, đánh cho người Tây Âu và người Nga tan nát tơi bời. Hôm nay, Trung Quốc cũng không đáng lo ngại. Nghe cô Shizuku khả ái đích thân nói như vậy, với lúc anh ở nhà đoán cô ấy có phải người như vậy không, cảm giác vẫn hơi khác biệt phải không? Tôi không phủ nhận. Tận tai nghe cô ấy nói ra những lời đó, tôi thực sự toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc nào đó tôi không kiểm soát nổi, xa phải bẫy cô ta, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Phải rồi, tiếp xúc với ác ma trong cự ly gần thật sự rất kinh khủng. Lập tức tổ chức xe quân đội di chuyển Maruta. Trước bữa tối hôm nay buộc phải đến Trấn Châu. Phía Trấn Châu đã điều động cả trung đội bảo vệ hành động lần này. Cậu, người Trung Quốc có câu nói là thượng trận phụ tử binh. Hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Mong cậu chuẩn bị tốt. Đội du kích tân tứ quân của Đảng Cộng sản, Dư Nghiệt quân thống, đều sẽ chờ chúng ta ở dọc đường. Yên tâm, tất cả quân đội đều đã sẵn sàng. Hiến binh trong khu hôm nay đều sẽ xuất phát, bảo vệ Maruta di chuyển. Nếu gặp phải cản trở, không hỏi lý do, trực tiếp nã súng. Cảm ơn. Shizuko và Nobu đã bắt đầu hành động. Dọc đường từ ngoài trấn đến Trấn Châu, một trung đội của địch đã bố trí xong xuôi. Ở trong trấn, toàn bộ hiến binh đều đã đồng loạt đổ ra. Nếu ở ngoài kia mà đánh trận, thực lực của chúng ta rõ ràng không đủ, là lấy trứng chọi đá. Vậy hôm nay có đánh không? Chúng ta nhất định phải mau chóng hành động. Nếu chúng ta còn không cứu, thì sẽ không còn cơ hội cứu lũ trẻ đó ra. Gần đây Trấn Châu còn tu sửa lô cốt, còn có pháo binh và lính thiết giáp vào. Rất rõ ràng là kẻ địch muốn xây thêm một động ma ở Trấn Châu. Cấp trên gửi tình báo, lại có một trung đội đã từ Nam Kinh đi đến Trấn Châu. Vậy giờ cô có kế hoạch không? Kế hoạch của tôi là đem quân tấn công vào nhà trẻ. Bây giờ anh đi cứu Bạch Tuyết ra. Đến lúc đó Cách Lão sẽ tiếp ứng anh. Đây là mật lệnh giả của Shizuko, có thể giúp anh đột nhập ban an ninh. Bây giờ anh đi cứu Bạch Tuyết, càng nhanh càng tốt, hành động cấp tốc. Tôi hiểu rồi. Các em nhỏ, nào, lại đây. Mấy đứa tự lên xe đi. Chúng con không muốn lên xe. Tại sao? Là cô giết Bạch Tuyết sao? Chúng con không muốn bị giết. Chúng con không muốn đến nhà trẻ mới. Đừng sợ, nhà trẻ mới rất tốt, rất đẹp. Mọi người lên xe nhanh được không? Trên xe có kẹo rất ngon. Không, chúng con không muốn ăn kẹo. Bạch Tuyết nói kẹo đó không thể ăn. Chúng con không ăn lâu rồi. Mang Bạch Tuyết đến. Rõ. Bế chúng lên xe đi. Trưởng quan, đây là mệnh lệnh của ngài trưởng khu. Vào đi. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tiểu Tuyết, cháu ở đây chịu khổ rồi. Giờ chú sẽ đưa cháu ra ngoài. Đi đâu ạ? Đến một nơi an toàn. Bây giờ ở ngoài kia đã có người tiếp ứng cháu rồi. Chú ơi, chú có đi không? Chú không đi. Chú còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đợi làm xong,
nhất định sẽ qua tìm cháu. Cháu không đi, cháu phải đi cùng với chú. Tiểu Tuyết ngoan, đợi chú làm xong việc nhất định sẽ qua tìm cháu. Vậy chú nhất định phải đến tìm cháu nhé. Chú hứa với cháu, nhất định sẽ qua tìm cháu. Cấp trên đã bố trí quân đội tiếp ứng, có một đoàn đang cấp tốc hành quân. Được, vậy thì điều một phen. Khu tập bắn súng thế nào rồi? Có tiến bộ? Tôi cảm thấy Kim Thanh Thủy có vẻ thích cô hơn. Sao tự dưng lại nói chuyện này? Đại chiến trước mắt, nếu còn không nói e là không còn cơ hội. Lý Linh, vì cô đã thay đổi suy nghĩ của Kim Thâm Thủy. Đồng chí Lâm Anh Anh, những lời cô nói bây giờ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Chúng ta cứ hẹn gặp lại trên chiến trường đi. Chẳng phải hai người từng viết chữ lên tay sao? Nếu tôi mà hy sinh, mong cô nhất định phải chăm sóc anh ấy. Cô nói những lời đó để làm gì? Lý Linh, tôi cũng như Kim Thâm Thủy, đều từng trải qua nhà tan cửa nát. Nếu như không vì trả thù, tôi thực sự không định sống thêm một ngày nào cả. Nhưng tôi đã gặp cô. Sau khi gặp cô, khiến con người dạng kiếp bất phục này nhìn thấy một tia sáng. Mà việc giúp Kim Thâm Thủy lại khiến tôi không còn sống như một cái xác sống. Trước kia tôi từng tưởng mình chỉ yêu bến Thượng Hải. Tôi coi việc nói được tiếng Thượng Hải chính tông một cách lưu loát là niềm tự hào. Giờ sau tôi mới phát hiện, tôi là người Thượng Hải của ngày 13 tháng 8. Nhưng tôi cũng là Kim Thâm Thủy. Tôi còn là người Nam Kinh của ngày 13 tháng 12 vì tôi yêu tổ quốc và người dân của mình. Nếu như tôi thực sự hy sinh, mong cô nhất định phải chăm sóc anh ấy. Trái tim anh ấy chỉ thuộc về cô. Anh chính là đồng chí Kim Thâm Thủy phải không? Dân, anh là... Chúng tôi là người của Đại Long, phụng mệnh ở đây tiếp ứng mọi người. Được, lần này tôi yên tâm rồi. Đây, cô bé này, các anh nhất định phải đưa đến nơi an toàn. Đây chính là Bạch Tuyết sao? Đúng, yên tâm, đây chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Nào, chú ơi, chúng ta đi đâu ạ? Ra ngoài trấn. Nơi đó có bộ đội tiếp ứng hai người. Sau đó thì cháu hãy làm theo lời bố cháu nói, đến căn cứ địa. Đi. Cháu chào chú. Tạm biệt. Người đâu? Kim Thanh Thủy dùng mệnh lệnh giả đưa Bạch Tuyết đi rồi. Một đứa trẻ con cũng không canh được sao? Anh nhất định phải bắt Bạch Tuyết về đây cho tôi. Rõ.
các đồng chí, lát nữa nhìn thấy bọn Nhật nhất định phải toàn lực nã súng. Rõ. Nhưng phải chú ý, có mấy chục đứa trẻ con, phải bảo vệ chúng, đừng làm chúng bị thương. Đoàn trưởng, đi, đẩy nhanh tốc độ. Đợi đã. Không được đi. Mọi người không được đi. Kim Thanh Thủy, anh tránh ra. Tôi không tránh đâu. Trừ khi cô để đứa bé lại. Tránh ra. Tôi không tránh đâu. Đợi đã. Lý Linh. Cô chưa chết. Lưu Chính Bàn nói đúng. Tôi đã trúng kế của các người. Cô nên bỏ súng xuống đi. Lũ trẻ trong xe đều nằm trong tay tôi. Kim Thâm Thủy, anh Kim Thâm Thủy, cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau trong tình cảnh này. Có thế nào, chúng ta cũng tính là từng kết bạn. Hình như chúng ta không chỉ từng kết bạn, còn là kết bạn với nhau rất lâu dài. Tiếc là tôi thực sự không nhìn ra cô lại là một người phụ nữ ác độc đến thế. Vậy anh thì sao? Cùng tôi học cắm hoa, học tiếng Nhật, 5 lần 7 lượt đến tìm tôi. Lẽ nào anh không có mục đích khác sao? Cô là đóa hoa đặc vụ mà. Cô nên biết nguyên nhân trong đó. Đúng. Thật thật giả giả vốn đã là bản chất cuộc sống của người làm nghề tình báo. Nhưng có ai dám nói giữa chừng không hề có khoảnh khắc vui vẻ. Tôi nghĩ cô vẫn nên thả lũ trẻ này đi. Dù sao chúng cũng được cô nuôi từ nhỏ tới lớn. Lẽ nào cô đã quên hết những điều trước kia rồi sao? Tiếc là bọn chúng là Maruta. Nói trắng ra thì là vật thí nghiệm, đều phải chết. Cũng chỉ là điều sớm muộn thôi. Nhưng tôi không thương tâm.
Cái chết của chúng là cái chết thần thánh. Bọn chúng cống hiến cho sự nghiệp y học. Điều này đối với sự phát triển của khoa học nhân loại tồn tại giá trị không thể đo lường. Nhưng tôi không hề thấy thế. Các người nghiên cứu nhiệt thán, thương hàn, vô vàn các loại vi khuẩn, rồi cả các người gọi là giá trị cống hiến cho nhân loại, tất cả đều được dựng trên cơ sở giết người. Chúng tôi dùng một lượng nhỏ tính mạng để đổi lấy tính mạng của nhiều người hơn trong tương lai. Như vậy là sai sao? Đó là đang cống hiến cho nhân loại. Ma quỷ không bao giờ nghĩ mình là sai. Ma quỷ chỉ nghĩ rằng người phản đối nó và những người chúng muốn làm hại là người thực sự sai. Còn cô Fujimura và Nobu, các người chính là ma quỷ. Anh đúng là ngu xuẩn. Không sao, đã không quan trọng nữa. Từ bỏ đi. Hiệu trưởng Shizuko, đồng chí của chúng tôi cũng đang trên đường đến rồi. Các người không thoát được đâu. Viện quân của chúng tôi cũng đang trên đường tới. Chúng tôi có binh lực của hai trung đội. Các người thì sao? Một đội du kích, thêm một đoàn. Tôi chỉ sợ đoàn trưởng của các người đến cổng thành cũng không thể chạm tới. Chúng ta cũng tính là chỗ quen biết. Chỉ cần tôi cho anh được dứt điểm không? Làm đi. Nổ súng đi. Khoan đã. Tôi cũng là đảng Cộng sản. Có giỏi thì nhắm vào tôi đi. Cô Lâm cũng cảm động thật đấy. Mạng của cô không đáng tiền. Đưa họ ra ngoài trước đi. Đi. Đi nhanh. Đi. Nhanh lên. Nhanh. Nhanh lên. Mau đi chi viện cô Shizuko. Rõ. Bắn. Mấy người đến đây, nghe thấy tiếng pháo. Chúng tôi đến chi viện. Bọn Kim Thâm Thủy đâu? Đang được tiểu đội trưởng Noda canh giữ.
vô dụng. Bắn. Báo cáo. Có chuyện gì? Một đội du kích nhỏ nã pháo tấn công vào trấn. Đội trưởng Kim Tuyền nói nhất định phải tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm. Đi nói với đội trưởng Kim Tuyền, mục tiêu của địch là nhà trẻ trong trấn Đào Hoa. Chưa có lệnh của tôi, không được xuất kích. Đánh lui kẻ địch là được. Đi mau. Dân. Nhân viên liên lạc đi thông báo pháo binh doanh, sau khi bắn hết đạn pháo rút lui theo kế hoạch, thi hành phương án thứ hai nhanh rõ. Tướng quân, bên này đã thương vong hết, không được hoảng sợ. Chúng ta vẫn còn hai trung đội, bảo vệ những đứa trẻ này cẩn thận. Bọn chúng mới là thứ đáng quý nhất. Rõ. Đoàn trưởng Triệu có lệnh, sau khi bắn hết pháo lập tức rút lui. Rõ. Khốn kiếp, ra lệnh pháo binh nã pháo. Rõ. Chuẩn bị. Bắn. Bắn.
Đạn pháo của chúng ta đúng là quá mạnh. Ra lệnh quân đội xuất kích, nhất định phải tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Rõ. Bé con, cử vài người di chuyển chúng vào đại sảnh. Rõ. Bỏ tôi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống, không được chạy bừa. Nào, xuống. Không được nhúc nhích, đứng yên. Ngoan ngoãn nào, qua đây, qua đây. Đừng khóc nữa. Đừng có khóc. Không được chạy bừa. Nhanh. Ngoan ngoãn nào, qua đây. Đứng yên, nhanh lên. Trật tự đi. Không được khóc.